Ngày 21 tháng 1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công tác chuẩn bị tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn. Công tác tuyển quân năm 2021 với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền và sự nỗ lực của đơn vị tham mưu nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo đúng thời gian, đúng luật. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tốt ngay từ khâu sơ tuyển, khám tuyển. Các bước thực hiện đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự được các xã và cơ quan chuyên môn triển khai có hiệu quả. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ, tham mưu thành lập hội đồng khám sức khỏe phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định. Đã có 319 công dân đến khám tuyển tại huyện, đạt tỷ lệ 99%. Do làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, nắm quản lý chặt chẽ nguồn tuyển quân và thực hiện tốt các bước sơ tuyển ở cơ sở nên chất lượng khám tuyển được nâng cao. Đã có 139 trên 319 công dân đến khám đạt chỉ tiêu về sức khỏe, xét nghiệm HIV là 139 thanh niên. Trong đó, sức khỏe loại 1 là 8, loại 2 là 88 và loại 3 là 90 thanh niên. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho đợt giao nhận quân năm 2020 cơ bản đã hoàn tất. Đợt tuyển quân trong năm 2021, theo chỉ tiêu, toàn huyện có 88 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 80 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, 8 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Tất cả các địa phương trong huyện đã thực hiện việc giao lệnh trước Tết. 100% thanh niên nhận lệnh đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tuyển chọn những thanh niên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt trong đợt tuyển quân lần này có 3 đồng chí thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng. Theo kế hoạch, huyện sẽ tổ chức lễ giao quân vào ngày 27 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 âm lịch. Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đúng kế hoạch, đúng quân số, đảm bảo về chất lượng, an toàn, đúng luật, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện nhấn mạnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Việc giao quân phải đảm bảo đúng, đủ cho các đơn vị nhận quân. Các trường hợp trốn tránh, chống lệnh khám, lệnh gọi trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cần được xử lý nghiêm, nhất là trên địa bàn thị trấn, để răn đe những đối tượng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương, được phân công theo dõi, chỉ đạo giúp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Các đơn vị bám sát nhiệm vụ, phối hợp chuẩn bị tốt cho lễ giao quân. Các xã thị trấn cần quản lý tốt quân số chuẩn bị nhập ngũ, tránh các trường hợp vui xuân đón Tết xảy ra những việc ngoài ý muốn. Cần quan tâm thăm hỏi động viên gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ, quản lý, nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021, đảm bảo chỉ tiêu trên giao đúng lịch định, làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2021, tổ chức vào ngày 27 tháng 2 năm 2021.